Xin chào các bạn Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu lồng đèn hình ông lân như thế này ha Mẫu này thì mình có gắn thêm đèn Giúp cho thân lồng đèn của mình nó được phát sáng xinh xắn hơn khi mình đi vào buổi tối ha Đây là toàn bộ xung quanh nè Thân sau có gắn đuôi và thân trước Các bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc là canh chỉnh chế độ đèn cho phù hợp Hoặc là mình cũng có thể trang trí thêm nhiều họa tiết khác ha để làm được mẫu này thì mình sử dụng len miêu Cotton 125g hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại len khác hoặc là loại sợi cũng được ha để tạo điểm nhấn cho phần thân lòng đèn thì mình có phối hợp thêm một ít len bông xù nè len bông xù của mình nó sẽ là màu trắng ha các bạn cũng có thể phối nhiều màu khác nhau cũng được kim móc thì mình sử dụng hai loại đầu thứ nhất đó là kim 35 mm mình sử dụng để móc cái phần thân của lòng đèn ha và cái đầu kim thứ hai là kim hai đầu nè, mình sử dụng đầu số 3 hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng kim đầu nhỏ để mình có thể luôn qua những cái chi tiết nhỏ ha, hoặc là dấu len cũng được nè. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len. Kim khâu len. Để phần thân lồng đèn được cứng cáp sử dụng cho mình thêm hai tấm canvas tròn như thế này. Canvas của mình nó sẽ có đường kính là 15 cm ha, mình sử dụng hai mặt và cái vát vuông nè cái vát vuông các bạn sẽ cắt cho mình hình chữ nhật để mình phối cái phần thân hông mình còn sử dụng thêm một số phụ kiện trang trí như là mắt dán nè thêm một hạt nút nút này để mình khóa lại ở cái phần công tắc đèn nè mình có thể thay bên một cách dễ dàng hơn ha một cái que nhựa hoặc các bạn cũng có thể sử dụng que gỗ cũng được để làm cái tay cầm cho cái phần thân của lòng đèn ha và để giúp cho cái phần lòng đèn của mình nó có điểm nhấn hơn, sử dụng thêm cho mình một cái đèn LED có cái chiều dài tầm khoảng 1 mét để mình gắn ở bên trong ha tạo độ sáng cho phần thân đèn. Đầu tiên thì tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo này 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu có được 6 mũi rồi nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi giờ để ta kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai Vòng thứ hai móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là cái chân mà mình vừa móc buổi giờ kết thúc vòng đầu tiên ha. Móc vào hai mũi móc đơn nè. Sau đó làm tương tự cho mình cho năm chân còn lại. Chân thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ ba cũng tương tự, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ tư móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ 5, hai mũi móc đơn cùng chân móc. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đến điểm kết thúc thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Từ vòng móc thứ ba mình sẽ sử dụng mũi kép đơn để móc. Vòng thứ hai ta có được 12 mũi móc đơn tạo ra 12 chân ha cho vòng móc thứ ba thì vòng móc thứ ba tương tự như vòng thứ hai móc cho mình mỗi chân là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc chân đầu tiên nè móc vào hai mũi kép đơn làm tương tự cho chết chân móc còn lại cho đến cuối ha chân thứ hai hai mũi kép đơn chân thứ ba cũng móc hai mũi kép đơn Sau khi móc đến cuối vòng, ta tăng gấp đôi số mũi móc so với cái vòng thứ hai, ta có được 24 mũi kép đơn. Kết thúc đâm kim vào chân kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên hai mũi móc xích. Đến vòng móc thứ tư cũng sử dụng mũi kép đơn để móc, móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn vào cái chân đầu tiên trước. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai sẽ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc, Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. Một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc. Móc tương tự cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Mình có một kép đơn nè. Sau đó sẽ là hai kép đơn cùng chân móc. Khi móc đến cuối vòng thì hai chân móc cuối cùng sẽ tạo ra cụm thứ 12 ha. Ta tăng được 12 mũi cho cái vòng móc này. Có được tổng cộng là 12 cụm móc như thế này. Kết thúc vòng móc này tương tự như cái vòng móc bên trên, ta cũng đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ở đây có một lưu ý đối với những bạn nào mà móc chật tay á thì cái vòng tròn của mình lúc này nó sẽ có hơi cái độ cúp như thế này ha, thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì mấy đâu ha. Các bạn cứ móc bình thường cho mình. Đến cái vòng móc thứ năm thì mình sẽ dựa vào vòng móc bên trên. Vòng móc bên trên của mình nó có một kép đơn lẻ, sau đó là hai kép đơn cùng chân móc thì vòng kế tiếp các bạn sẽ tăng cho mình cái số mũi kép đơn lẻ lên một mũi mình sẽ tăng tịnh tiến ha ta sẽ có hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc nè móc cho mình hai mũi kép đơn ở mỗi chân móc khi có được hai mũi kép đơn mỗi chân nhiều hơn so với vòng bên trên một mũi thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc như thế này ha và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta có hai kép đơn mỗi chân sau đó sẽ là hai kép đơn cùng chân móc sau khi móc đến cuối cùng thì ba chân móc cuối cùng cũng tạo ra cụm thứ 12 ta tăng được 12 mũi móc cho cái vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là 12 cụm móc như thế này ha kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên hai mũi móc xích. Vòng móc kế tiếp thì cũng làm tương tự như vòng móc bên trên, ta dựa vào vòng bên trên nó nè, tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi kép đơn lẻ lên một mũi nữa. Thì tức là ở đây mình sẽ có 3 mũi mỗi chân ha, nhiều hơn so với cái hàng phía dưới một mũi nè. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Được ba mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp móc cho mình hai mũi cùng chân móc. ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Các vòng móc kế tiếp thì cũng tăng dần tịnh tiến cái số mũi kép đơn lẻ mỗi chân này lên một mũi cho từng vòng móc. Móc cho đến khi cái vòng tròn này nó đủ cái độ to nè. Thì đây là tấm canh mà mình sử dụng ha. Nó sẽ có đường kính là 15cm. Thì các bạn có thể dừng lại cho mình ở cái hàng móc thứ 7. Sau khi móc cho mình tổng cộng là 7 hàng móc, 2 hàng móc đơn và 5 hàng mũi kép đơn, ta có được 7 hàng nè, tạo được một cái độ rộng cho cái phần thân của lòng đèn rồi. Khi ướm vào thì nó sẽ có cái độ rộng sắp xỉ bằng với cái tấm canh vách. Thì bây giờ móc lên một mũi móc xích sau đó kéo và cắt len. Các bạn sẽ viền cho mình một hàng viền bông xù ở phía ngoài. Đưa sợi len ra phía sau nè. Đối với cái hàng viền này để dễ dàng hơn thì các bạn có thể đâm kim cho mình vào chân móc cũng được Hoặc là mình cũng có thể đâm kim vào chính giữa của các cái thân chân móc Móc cho dễ dàng hơn ha Đây chính giữa của các thân chân móc nè Thì chính giữa của thân chân móc đầu tiên với ba mũi xích nè Kéo lên, móc lên một xích Sau đó lần lượt đâm kim vào chính giữa của các thân chân móc còn lại Cứ mỗi chân mình sẽ móc vào đó một mũi móc đơn ha các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng khi móc thì không cần phải trực tay đâu các bạn cứ móc lỏng tay ra cho mình là được sau khi móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len có cái độ dài rộng hơn so với cái đường vòng tròn của cái phần thân nè. Kéo cái sợi len qua ha. Ta sẽ xỏ cái sợi len này vào trong kim khâu. Để khâu lại thì các bạn sẽ đâm kim cho mình xuống cái chân móc ở phía dưới. Và một cái khoảng trống song song với cái chân móc mà mình cần khâu á ở hàng ngoài cùng của tấm canh bát nha. Cái chiều khâu của mình khi đâm kim từ dưới lên trên tức là từ cái tấm canh bát ra phía ngoài thì mình có thể cách khoảng 2 cho đến 3 khoảng trống. Sau đó mình sẽ đâm kim vào khoảng trống thứ ba hoặc là thứ tư ha. Tùy à, các bạn cũng có thể cách nhiều hoặc ít tùy vào sở thích ha đây mình sẽ cách khoảng tầm 3 chân đâm kim vào chân thứ tư và một cái chân móc tương ứng khi đâm kim từ trước ra sau tức là từ cái mặt uh, len này ra sau nè thì các bạn sẽ cách cho mình khoảng tầm một chân thôi nhé để cho cái đường khâu của mình nó không có bị hở đây mặt trước của mình nó sẽ đẹp hơn á từ tấm canh vắt đi lên thì mình có thể cách khoảng tầm 2 cho đến 4 chân móc và đâm kim hà hai cái chân mà tương thích với nhau từ mặt len đi ra sau tấm canh vát thì cách khoảng tầm 1 đến 2 chân thôi ha sau đó các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết các bạn sẽ tạo cho mình hai tấm tương tự như vậy để tạo mặt trước và sau bây giờ mình sẽ tạo cái phần thân hông thì phần thân hông các bạn sẽ cắt cho mình một tấm canvas nó sẽ có cái chiều dài là 23 ô và cái chiều rộng khoảng tầm 10 cho đến 11 ô tùy sở thích ha đối với phần thân hông để khi mà mình thắp cái đèn ở bên trong á phần thân hông của mình nó phát sáng hơn các bạn sẽ sử dụng kim mà mình khâu cái sợi len vào trong cái tấm canvas luôn chứ mình không móc trực tiếp ha thì ở đây mình đã có làm mẫu sẵn rồi nè mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu này ánh đèn nó sẽ chiếu vào các cái khoảng trống này ha Thì sỏ cho mình sợi len màu đỏ vào trong kim khâu nè sỏ một đoạn len vừa đủ dài mình sẽ đâm kim vào cái ô thứ hai từ trên xuống và từ bên trái qua ha đâm kim từ dưới lên trên nè chưa một đoạn len vừa đủ dài Đâm kim từ mặt trước ra mặt sau á, thì mình sẽ đâm vào cái ô chéo bên trên Còn khi đâm kim từ dưới lên, từ mặt sau lên á, thì mình sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm thẳng Tức là cái chân móc ở phía dưới và thẳng với cái chân móc mà mình vừa đâm kim ha Đâm kim từ mặt phải thì mình đâm chéo lên hàng bên trên Còn đâm kim từ dưới lên thì mình sẽ đâm thẳng. Ở hàng phía dưới ha. Từ trên xuống này thì đâm chân chéo. Từ dưới lên thì đâm chân thẳng. Nó sẽ tạo ra những cái đường chéo như thế này. Em tương tự cho mình cho đến hết. Khi tạo được đến hết rồi các bạn tiếp tục tạo cho mình ở hàng phía dưới. Hàng phía dưới thì cũng tương tự ha từ mặt phải đi xuống thì mình đâm kim chéo xuống hàng phía dưới còn từ mặt trái đâm lên thì mình sẽ đâm kim ở cái chân móc thẳng với chân móc mình vừa đâm kim xuống nè đây nó sẽ tạo ra những cái đường chéo song song như thế này ha các bạn sẽ tạo tương tự cho mình thêm nhiều cái hàng móc như vậy nữa thêm nhiều cái hàng canh vác như vậy nữa cho đến hết ha Khi đã làm hoàn tất cho mình khâu hoàn tất được những cái đường chéo cho cái phần thân hông rồi nè, mình sẽ tiến hành khâu cái phần thân hông này vào trong hai cái thân trước và sau của đầu lưng nè. Đối với hai mặt trước sau của đầu lưng thì ban đầu mình khâu cái hàng viền bông xù á, mình có để ra cái hàng phía ngoài nè, nó có cái mép phía ngoài này ha. Thì mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc của cái phần thân đó. Đây, Đâm kim vào cái lỗ phía ngoài và cái lỗ tương ứng của thân hông nè. Tiếp tục, phần mặt trước nè. Đâm kim vào cái chân của hàng phía ngoài ha. Và cái chân kế tiếp nè. Khi khâu thì các bạn nhớ guốc cho cái sợi len của mình nó được chặt lại nha. Khâu cho đến hết. Khi khâu thì các bạn để ý cho mình cái khoảng trống của tấm ca vát tròn nó sẽ không tương thích nhiều với cái khoảng trống của cái phần thân hông ha Cứ đam kim cho mình vào các cái khoảng tương ứng là được chứ không nhất thiết là phải liên tiếp từng khoảng từng khoảng nha Khi đã khâu được một mặt rồi khoan hãy cắt len nè, mình sẽ viền lại một hàng viền ở phần thân hông tiếp Để che đi được cái phần ca vát này nè Hoàn tất rồi thì tiếp tục khâu cho mình mặt còn lại Mặt còn lại thì cũng làm tương tự ha Khâu vào các cái khoảng tương ứng với nhau cho đến hết Sau khi khâu được một bên rồi, bên còn lại các bạn cũng làm tương tự Và các bạn sẽ chia cho mình khoảng cách giữa hai bên nó sẽ sắp xỉ bằng nhau như thế này Nó có thể sắp xỉ bằng nhau thôi cũng được ha, chứ không cần phải chính xác lắm Thì bây giờ mình sẽ móc họa tiết trang trí Đầu tiên là phần tai nè, tạo một nút. Móc và kéo lên qua vòng tròn, sau đó kéo sợi lên dài để thành một nút. Từ đây móc lên 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Được 4 mũi rồi đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên, móc vào đó cho mình 3 mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn đầu tiên. Mũi kép đơn thứ hai. Và mũi kép đơn thứ ba. Được 3 mũi kép đơn rồi móc lên 3 mũi móc xích Quay ngược đầu móc lại 3 mũi đó sẽ tạo ra 3 chân cho hàng thứ hai Thì các bạn móc cho mình vào chân đầu tiên 2 mũi kép đơn cùng chân móc Chân nằm chính giữa móc 1 mũi kép đơn Và chân móc cuối cùng móc cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân móc Ta tăng được 2 mũi cho cái hàng móc này ha có được tổng cộng là 5 mũi kép đơn cho hàng móc này. Hàng kế tiếp tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Tương tự như cái hàng bên dưới thì chân đầu tiên móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các chân nằm chính giữa, từ chân thứ hai trở đi thì mỗi chân làm một mũi kép đơn, Đến cái chân mắt cuối cùng thì chân này tương tự như chân đầu tiên, móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc Móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len. Ta tạo được phần trong của tay rồi nè, thì bây giờ mình sẽ viền lại phía ngoài bằng len bông xù ha. Đưa cho mình sợi len ra phía sau. Đâm kim vào cái chân móc của cái hàng mà mình vừa tạo bảy mũi ở đây nè. Đâm kim vào chân đầu tiên, sau đó kéo sợi len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích, lần lượt đâm kim vào các cái chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn. khi móc thì các bạn nhớ giấu len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha. được đến cái chân móc cuối cùng thì chân cuối cùng mình sẽ tạo góc móc cho mình vào đó một mũi móc đơn sau đó lên một mũi móc xích và tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân móc đó ta tạo được một góc rồi nè lúc này đến cái cạnh phần thân hông của tay thì mình sẽ có các cái thân chân móc chân móc thân chân móc và chân móc xen kẽ lẫn nhau thì các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào chân móc chứ không đâm kim vào thân ha mỗi chân móc mình sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục nè bỏ qua thân chân móc và đâm kim vào chân móc móc hai mũi móc đơn đến cái góc nhọn là cái mũi xích mà mình tạo đầu tiên ở đây nè các bạn sẽ móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn cùng một chân móc được hai mũi móc đơn rồi móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc thêm vào đó hai mũi móc đơn nữa như vậy là đầu nhọn đó mình sẽ có bốn mũi móc đơn ha Cạnh bên này thì tương tự như cái cạnh thân hông nè Cứ đâm kim vào chân móc, mỗi chân móc hai mũi móc đơn cùng chân móc Móc cho đến chân cuối cùng thì cũng đâm kim vào cái chân cuối cùng Cũng là chân đầu tiên mà ta bắt đầu viền Móc vào một đơn Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời Lên một xích, kéo và cắt len cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này mình khâu cái phần tay vào hai bên của thân lòng đèn ha tiếp theo mình sẽ móc phần mắt nè tạo cho mình một vòng tròn móc lên hai mũi móc xích đâm kim vào vòng tròn đó móc 12 mũi kép đơn kép đơn đầu tiên kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy mũi kép đơn thứ tám kép đơn thứ chín kép đơn thứ mười kép đơn mười một và mũi kép đơn thứ mười hai để kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời Móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len để mình thay màu ha. Nắm sợi len ngắn gút thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên có 12 mũi kép đơn. Vòng thứ hai đâm kim ở cái chân phía sau của cái sợi len thừa là chân của mũi giờ kết thúc vòng đầu tiên. Kéo sợi len qua sau đó móc lên một xích. Vòng này mình sử dụng mũi nửa kép để móc ha. Móc vào 12 chân đó mỗi chân là hai mũi nửa kép cùng chân móc. Chân đầu tiên móc hai mũi nửa kép nè. Chân thứ hai tương tự móc hai mũi nửa kép và làm tương tự cho các chân còn lại cho đến chân cuối cùng ha. Sau khi móc đến cuối vòng rồi đâm kim vào chân của mũi nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len, sau đó mình sẽ viền một hàng bông xù phía ngoài, ta sẽ đưa cái sợi len bông xù ra phía sau nè mình sẽ đâm kim vào chân móc chứ không đâm kim vào giữa các thân của mũi kép nữa ha đâm kim vào chân của mũi dời nè kéo len, móc lên một xích lần lượt móc cho mình vào các chân móc mỗi chân làm một mũi móc đơn đối với phần mắt của mình nó có thêm một cái phần mi trên á thì các bạn có thể móc cho mình khoảng tầm 2 cho đến 3 mũi sau đó mình sẽ tạo mi nè Phần mi thì móc lên một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ móc cụm một kép đơn, xen hai kép đơn cùng chân móc ha. Một kép đơn nè, sau đó là hai kép đơn cùng chân móc. Ta sẽ có được cụm đầu tiên. Tiếp tục cụm thứ hai tương tự, một kép đơn. Sau đó là hai kép đơn cùng chân móc. ta đã tạo được cái độ dày cho phần mi rồi nè, phần mi của mình nó sẽ cao hơn so với cái phần viền ha. thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. sau đó lần lượt đâm kim vào các cái chân còn lại, móc tương tự như các cái mũi móc đầu tiên. mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc cho đến cuối vòng. kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len sau đó giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc mình sẽ có được hai mắt đến hai bên như thế này ha bây giờ mình sẽ móc cái phần sừng ở phía trước tạo một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi móc đơn mũi móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ tám nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích vòng đầu tiên có 8 mũi tạo ra 8 chân cho vòng thứ hai vòng thứ hai sẽ móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc ta sẽ có được cụm móc một đơn xen hai đơn cùng chân móc ha móc tương tự cho đến cuối vòng ta sẽ có tổng cộng là bốn cụm như thế này một đơn nè hai đơn cùng chân móc ta có cụm thứ hai tiếp tục cụm thứ ba nè và cụm thứ tư sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời, móc lên một xích. Vòng kế tiếp thì mình không cần phải tăng mũi nữa, các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len. Các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này. Mình khâu cái phần sân này ở chính giữa của hai mắt ha. Khi khâu thì nhớ nhồi gòn cho phần sân của mình được cứng cáp. Sau khi đã hoàn tất được các họa tiết trang trí thì các bạn sẽ đến cố định cho mình lên trên thân của lòng đèn. Ta sẽ hoàn tất được một cái lòng đèn như thế này ha. Phần mắt thì mình sẽ đính thêm hai cái hạt mắt ở chính giữa cho phần mắt của mình nó lung linh hơn nè. Chính giữa hai mắt này á, sẽ có sừng và tạo một cái râu như thế này. Râu thì các bạn sẽ gặp đôi cho mình nhiều sợi len lại sau đó cột chính giữa và đính cố định ha. Mình sẽ vẽ thêm một cái sừng như thế này. Ở phía sau thì mình sẽ gắn đuôi ha. Đuôi thì mình sẽ tạo ra một cục bông. Những bạn nào mà có dụng cụ làm cục bông thì dễ dàng. Còn những bạn nào không có dụng cụ làm cục bông á, mình sẽ sử dụng len bông xù và dùng tay để làm nè. Đối với cái sợi len bông xù của mình nè, à, khi sử dụng cái dụng cụ làm cục bông á, ta cắt á, thì cái đầu len của mình nó sẽ hơi bị tưa ha. Các bạn sẽ dùng cho mình ba ngón tay. Sau đó mình sẽ quấn cái sợi len này vào trong ba ngón tay. Quấn một cái độ rộng vừa phải, một cái độ dày vừa phải. Đây sẽ là điểm kết thúc nè, cắt len đi. Sau đó tiếp tục cắt một cái đoạn len vừa đủ dài Sử dụng cho mình kim móc đâm kim vào chính giữa của cái ngón tay Sau đó lôi cái sợi len mình vừa cắt vào chính giữa này Mình sẽ nối hai cái đầu của cái sợi len và mình cột ở chính giữa ha Cột một quốc ở đây Tháo len ra khỏi ngón tay nè mình sẽ siết thật mạnh lại cho cái cục bông của mình nó à, được bo lại ha hai cái sợi len dài này nè các bạn sẽ sử dụng nó và mình sẽ khâu ở phía dưới đuôi cột lại ở phía dưới đuôi của phần thân sau ha khi cột lại xong thì cắt cho cái đoạn len này nó bằng với cái phần đuôi mình cũng có thể sử dụng keo nến đính lại để cho cái phần đuôi của mình được chắc chắn hơn ha Tiếp tục thì mình sẽ tạo cái phần đèn ở bên trong của lòng đèn ha. Các bạn sử dụng cho mình đèn led có cái độ dài tầm khoảng 1, 1 mét hoặc là 2 mét cũng được tùy ha. Đây, của mình sẽ là đèn led nhiều màu nè, có công tắc. Để cho cái phần đèn led của mình nó chiếu đèn khắp ở cái phần thân trong của lòng đèn luôn nè. Kéo dài cho mình 1 mét này ra nó sẽ tỏa khắp ở trong thân của lông đèn luôn thì gấp đôi cho mình cái đoạn đèn này lại quấn lại nè chưa một đoạn vừa đủ ha sau đó các bạn quấn lại mình sẽ tạo một vòng đầu tiên ở đây khóa một vòng lại ha sau đó tiếp tục chừa một đoạn vừa đủ tạo cho mình một vòng thứ hai cũng quấn lại cố định cái vòng thứ hai nè tiếp tục chừa một đoạn vừa đủ ha quấn tiếp cái vòng thứ ba Cố định lại nè. Và vòng thứ tư cũng tương tự ha. Cố định lại vòng thứ tư. Ta sẽ dàn đều được cái phần đèn này nè. Khi mà mình đưa vào bên trong thân lòng đèn á, nó sẽ tỏa cái phần đèn của mình đều hơn ha. Ở với cái phần công tắc thì các bạn sẽ móc cho mình một cái chụp công tắc như thế này. Thì cái chụp này mình cũng có hướng dẫn ở phần lòng đèn lưới rồi ha. Các bạn có thể tham khảo nè. Mình có nút cài để khi mình hết pin có thể thay pin vào Đây công tắc của mình nè Đây cái phần đèn nó sẽ rải đều ha Sau đó các bạn sẽ đưa đèn vào bên trong và mình dùng kim khâu đến cố định lại ở phía trên này Chính giữa hai tay nó cũng giống như là cái sừng của đầu lưng ha Đây phần đèn của mình nè Bây giờ mình sẽ tạo cái phần dây Sử dụng cho mình đầu kim nhỏ hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng kim khâu ha xỏ vào cái ô của hàng thứ hai sau đó kéo cho mình cái sợi len bông xù qua chưa một đoạn vừa đủ nè tương tự cho đầu còn lại cũng vậy ha cũng đâm kim vào cái hàng thứ hai ô sát bên mép bên này kéo cái đầu còn lại qua ha sau đó canh chỉnh cho hai cái sợi len nó bằng nhau nè mình được một bên tiếp tục bên thứ hai các bạn cũng làm tương tự cho mình ha sau khi đã nối cho mình được bốn cái sợi lại như thế này rồi nè chụm cho mình lại thì các bạn sẽ dở lên và canh chỉnh cho cái phần lòng đèn của mình nó thẳng do cái mặt trước của mình nó nặng hơn cho nên các bạn sẽ canh làm sao cho thẳng ha sau đó mình sẽ tạo một cuốc khi đã cố định lại được cái phần lòng đèn của mình cho nó thẳng lại rồi sử dụng cho mình một cái cán các bạn có thể sử dụng cán gỗ hoặc là cán nhựa cũng được lưu ý là cái cán này nó sẽ có cái độ cứng cáp để khi mà mình xách đi nó sẽ không có bị gãy ha Xỏ cho mình hai sợi vào cái khoảng trống này sau đó mình sẽ cột lại Các bạn cũng có thể tạo ra nhiều kiểu dây đeo khác nhau cho phần thân lòng đèn của mình ha. Cắt cái đoạn len thừa đi nè. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu lòng đèn hình ong lân xinh xắn như thế này. Các bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc là tạo ra những cái họa tiết trang trí lên trên thân lồng đèn ha, cho phần thân lòng đèn của mình thêm xinh xắn hơn. Đây, phần đèn bên trong nó sẽ rải đều với cái phần thân ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn thành công và có một mùa trung thu vui vẻ